Xin chào các em học sinh khối 7, trường trung học cơ sở Xuân Anh, quận 11. Để chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 sắp tới, thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em một số bài tập của học kỳ 1 vật lý lớp 7. Thì nội dung lý thuyết, thầy sẽ hệ thống lại kiến thức và đưa cho các em ôn tập ở trên lớp. Bài giảng trực tuyến này, thầy chỉ hướng dẫn các em một số bài tập tính toán của học kỳ 1, vật lý 7. Thì trong học kỳ 1, vật lý 7, chúng ta sẽ có hai chương. Chương thứ nhất là về quang học. Sau đây là một số bài tập của chương 1 quang học. Câu thứ nhất, cho hình vẽ. Em hãy vẽ tia phản xạ tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Tính góc hợp bởi tia phản xạ và gương. Chúng ta có một hình vẽ như thế này. Cho một tia tới SI. Đây là gương. Thì câu 3, chúng ta sẽ vẽ tia phản xạ. Thì thứ nhất, chúng ta phải vẽ pháp tuyến IN với gương tại Y. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Tiếp theo, vẽ tia phản xạ IR sao cho góc phản xạ bằng góc tới. Đây, chúng ta sẽ có góc phản xạ bằng góc tới và ký hiệu mũi tên của tia phản xạ IR. Sau khi chúng ta đã vẽ được tia phản xạ, thì câu B, tính góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ. Thì góc hợp bởi tia tới FI và tia phản xạ IR là góc SIR. Chúng ta tính như sau. Thì theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ sẽ bằng góc tới. Theo đề cho, góc tới SIN đã bằng 50 độ. Thì góc phản xạ NIR cũng sẽ bằng 50 độ. Như vậy, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ là góc SIR sẽ bằng góc tới cộng với góc phản xạ. Chúng ta thay số vào, 50 độ cộng 50 độ bằng 100 độ. Tiếp theo chúng ta sang câu C, tính góc hợp bởi tia phản xạ và gương. Chúng ta có tia phản xạ là IR ở mặt gương như thế này. Thì góc hợp bởi tia phản xạ và gương là góc RIG. Chúng ta có bài giải như sau. Ta có GI vuông góc với IN. Suy ra góc NIG sẽ bằng 90 độ. NIG sẽ bằng 90 độ là góc vuông. Vì tia IR nằm giữa hai tia IN và IG, nên chúng ta sẽ có mối liên hệ giữa các góc là góc NIR cộng RIG bằng góc NIG. Cái này hình học lớp 6 chúng ta đã học rồi. Rồi, chúng ta đã tính được góc NIR bằng 50 độ là góc phản xạ. Chúng ta thay số vào. Rồi, góc RIG chúng ta chưa có, chúng ta để đó. Và NIG, góc NIG bằng 90 độ, chúng ta thay thôi. Thay số vào. Như vậy góc RIG sẽ bằng 90 độ trừ 50 độ bằng 40 độ. Góc này sẽ bằng 40 độ. Là góc hợp bởi tia phản xạ và gương bằng 40 độ. Tiếp theo chúng ta sang câu hỏi thứ hai. A, em hãy vận dụng tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng để vẽ ảnh A'B' của một mũi tên AB trước gương. Câu B, điểm B cách gương 6 cm. Đây, điểm B cách gương 6 cm. Hỏi điểm B phẩy cách gương bao nhiêu cm và điểm B phẩy cách điểm B bao nhiêu cm. Chúng ta làm câu A trước. Để vẽ ảnh của AB qua gương phẳng, thì thứ nhất, tại điểm A, chúng ta sẽ hạ vuông góc xuống gương và ký hiệu vuông góc.
lấy A phẩy đối xứng với A qua gương. Chúng ta sẽ lấy A phẩy đối xứng với A qua gương. Có nghĩa là khoảng cách từ A tới gương sẽ bằng khoảng cách từ gương tới A phẩy, ký hiệu hai cạnh bằng nhau. Tương tự, điểm A ta sẽ có điểm B cũng hạ vuông góc xuống gương từ điểm B. Chúng ta ký hiệu vuông góc. Và lấy B phẩy đối xứng với B qua gương. Ta lấy B phẩy đối xứng với B qua gương và ký hiệu hai cạnh bằng nhau. Và chúng ta nối A phẩy B phẩy lại với nhau, ta được A phẩy B phẩy là ảnh của AB qua gương. Các em lưu ý là phần trên gương chúng ta sử dụng nét liền và phần dưới gương chúng ta sử dụng nét đất. Đây là ảnh A phẩy B phẩy của AB qua gương. Các em lưu ý là ký hiệu vuông góc, ký hiệu bằng nhau. Ảnh ảo nó sẽ là nét đất. Rồi sau đó chúng ta sẽ sang câu B. Theo đề cho điểm B cách gương 6 cm, thì theo tính chất ảnh tạo bởi gương phẳng là khoảng cách từ vật tới gương sẽ bằng khoảng cách từ ảnh tới gương, nên điểm B phẩy sẽ cách gương 6 cm, các cạnh bằng nhau. Ý thứ hai, người ta hỏi điểm B phẩy cách điểm B, thì ta sẽ có điểm B phẩy cách điểm B, có nghĩa là sẽ bằng 6 cm cộng 6 cm bằng 12 cm. Chúng ta sẽ sang về phần chương 2 âm học. Chúng ta câu hỏi thứ nhất. Trong 3 phút, vật thực hiện được 5.400 dao động. Câu A, tính tần số dao động của vật đó. Câu B, tai người có thể nghe được âm thanh do vật này phát ra hay không? Vì sao? Để làm được bài này, các em phải nhớ được lại công thức về tần số dao động. Thì tần số dao động bằng số dao động chia cho thời gian. Thời gian được tính bằng giây. Như vậy thời gian ở bài này là 3 phút, chúng ta phải đổi ra giây. 3 phút bằng 180 giây và chúng ta áp dụng công thức tính tần số. Tần số dao động bằng số dao động chia thời gian. 5.400 là số dao động, thời gian là 180 giây sẽ bằng 30 Hz. Các em nhớ ký hiệu đơn vị. Câu B. Thì như chúng ta đã biết, tai người có thể nghe được âm có tần số từ 20 Hz đến 20.000 Hz, mà vật này có tần số là 30 Hz. Nó nằm trong khoảng từ 20 đến 20.000 Hz. Thì tai người có thể cảm nhận được âm thanh của vật này phát ra. Chúng ta sang câu hỏi thứ hai. Để xác định độ sâu của đáy biển, một tàu neo cố định trên mặt nước và phát ra sóng siêu âm rồi thu lại sóng siêu âm phản xạ sau 1,6 giây. Biết vận tốc truyền sóng siêu âm trong nước là 1.500 m/s. Em hãy tính độ sâu của đáy biển. Thì người ta sẽ dùng một tàu, người ta sẽ phát ra một sóng siêu âm. Rồi người ta sẽ dựa vào kiến thức là tính độ sâu đáy biển bằng vận tốc nhân thời gian là công thức tính quãng đường đấy. Rồi các em lưu ý, sau khi phát ra một sóng siêu âm tới đáy biển, thì sau khi tới đáy biển nó sẽ có một sóng siêu âm phản xạ quay ngược trở lại tàu. Như vậy, thời gian từ sóng siêu âm truyền tới đáy biển và đáy biển truyền lại một sóng siêu âm phản xạ là 1,6 giây. Thì chúng ta phải tính được thời gian từ tàu truyền tới đáy biển là sẽ bằng 1,6 chia cho 2 bằng 0,8. Thì thời gian nó sẽ từ tàu tới đáy biển và đáy biển truyền lại tàu. Thì chúng ta phải chia 2 ra, tính ra tính thời gian. Và chúng ta áp dụng công thức
quãng đường bằng vận tốc nhân thời gian. Chúng ta đã có vận tốc, chúng ta có thời gian. Chúng ta áp dụng vào độ sâu đáy biển bằng S bằng P nhân T bằng vận tốc là 1.500 nhân cho 0.8 là thời gian bằng 1.200 m. Như vậy độ sâu đáy biển là bằng 1.200 m. Như vậy thầy đã hướng dẫn các em một số bài tập đặc trưng của hai chương, chương quang học và chương âm học. Lý thuyết thì các em sẽ được ôn tập trong cái tài liệu thầy sẽ phát cho trên lớp. Chúc các em có một kỳ thi đạt kết quả tốt. Xin chào các em.